Trọng Văn Lâm. Ồ, Việt Nam. Số cộng 1. K là 82. Lương 9. Chiều cao 1m88. 85 g. Địa hình trung. Chân Thuận. Trái 5 và phải 2. Lâm là Thuận chân trái. Có hai chỉ số vận gốc bao gồm thủ môn ném xa, thủ môn cạn tắt bóng. Xem qua chỉ số của Văn Lâm thì chúng ta thấy mạnh nhất của anh là phản xạ. Tiếp theo là khả năng phản ứng, năng đổ người, phát bóng. Ngoài ra khả năng phát bóng cũng tốt. Đây là một thủ môn khá toàn diện. Thế thì ngoài đời Văn Lâm bắt cũng rất hay. Trận đấu Cùng Thông United. Tất ra Việt Nam thì Văn Lâm pha phản xạ và bắt bóng cản phá rất tuyệt vời. Có thể xem Văn Lâm là cầu thủ có năng bắt bóng tốt, năng phản xạ hay như một huyền thoại của Real Madrid, Tây Ban Nha đấy. Thì có thánh Iker Casillas, còn ở Việt chúng ta có thánh Lâm Tây nữa, bắt rất là hay. Trong in game thì Tây thể hình đẹp hay. Ở đời thì Lâm Tây rất siêng năng tập gym. Vậy anh có một thể hình rất săn chắc và lý. Lâm Tây thì bố là người Nam, mẹ là người Nga. Đó thì anh đã được thi đấu bóng ở Đông Âu. Và khi nhập quốc tịch Việt Nam thì Lâm Tây đã thi đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam, cùng quốc gia Việt Nam chinh phục thành công FA Cup 8. Sau 10 năm bóng đá Việt Nam chờ đợi. Khi sử dụng Lâm Tây trong đội mình thì bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì tầm của phản xạ rất hay. Phản xạ nhanh cho Trọng Văn Lâm rất nhiều bàn thua ra Việt Nam, hoàn thành rất tốt những câu lạc bộ An. Tài năng của Lâm Tây chắc chắn là không thể bàn cãi, năng phản xạ bắn bóng tuyệt vời thì anh có khả năng tốt, cao xa và chính xác, năng dùng chân cản phá bóng của Lâm Tây. Thể hình 1m88 là ổn với vài người thay của
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì không có như này, và đây chúng ta có một môn sẽ được xem là huyền thoại của đá Việt Nam, Phan Văn Dạng, người mà đã cản phá được ba quả penalty của bóng đá Pele. Sau chức vô địch AF Cup năm 2008 với Paul Hobson, người năm sau bóng đá Việt Nam mới tìm ra được một thủ môn hay và chắc chắn như đây. Tại ở lứa trẻ thì chúng ta có thủ Văn Toản, đó vẫn còn một tài là Bùi Tiến Dũng, công rất lớn trong thành tích Á quân U23 châu Á. Xét về trình độ tại thì Việt Nam Lâm Tây vẫn là thành, nếu như Philipper nguyện nhập quốc tịch Việt Nam thành công thì anh sẽ là một đối thủ cạnh tranh rất lớn đối với Lâm Tây ở thành huyện Cư Giang. Bây giờ thì vị trí thủ môn thành một sự yên tâm vô cùng lớn của các cổ động viên đến đội quân sao vàng, mà thủ môn bắt chắc chắn và phản xạ hay hơn, đặc biệt những điều đó được phản ánh qua tài năng của Đặng Văn Lâm. Rất nhiều thông tin đồn rằng Lâm Tây có thể sẽ sang một tình huống dứt điểm. Vậy thật sự là khó bắt thôi. Phản xạ của Lâm Tây cũng bóng đi vào góc chữ A, góc chết thì rất lòng sau này còn thì không thủ môn nào bắt nổi. Lâm Tây trong đội ta cũng chắn thành Đặng Văn Lâm có những xạ cực hay, có thể giúp anh anh lười. Phản xạ hay, bắt bóng tốt, bóng ngủ nói trên thang điểm 10 thì có thể chấm cho Lâm Tây mức 5 trên 10. Ronaldo trong ngày hôm qua thì Ronaldo cho trận thắng trước Vinicius, với mức lương chín cũng là một hợp lý đối với
Với những thay đổi sắp tới trong FIFA Online thì chúng ta cũng nên nâng cấp thủ môn của mình. Bởi thủ môn có thể sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Vì vậy, việc sử dụng môn dễ sẽ trở thành một sự lựa chọn thiếu an toàn. Ta cần những thủ môn cao hơn với chất lượng game tốt hơn. Và việc lựa chọn mức từ khung 9 đến 12 tố đảm bảo cho sự chắc chắn khung thành. Thế là bóng của lần rất pro tình huống rất căng CR7. Với những thủ môn có khả năng truyền dài như lập tay, hội mở ra những đường công là rất tuyệt vời.